Ôi chào các bạn nha. Sáng mình uống cà phê, mình ngồi mình coi một số kênh anh em độ chế bán đồ á. Thì con này đang rất là hot nha. Con này nó kéo được tầm 500-600 kg nha. Thì mình sẽ kiểm chứng nó nha. Mình sẽ kiểm chứng nó bằng cách là, tại vì có một chỗ khẳng định nó chạy 12-24 kéo được 500-600 kg. Ok, con này thì mình dự định là mình sẽ kiểm chứng bằng cách nào các bạn? Nếu mà con này 500-600 kg thì cái con 250W đó các bạn, thì bèo lắm cũng 400 kg nha. Con này nè 250W nha. Và con nhỏ này cũng tầm kéo tầm 200 kg nha các bạn nha. Con nhỏ này nè, tại vì nó qua giảm tốc nha đó. Thì mình sẽ tiến hành làm những clip nha, để kiểm chứng nó là nó kéo được bao nhiêu ký nha. Thì hiện tại á, mình đang có một cái ý tưởng á. Định trong trưa nay các bạn, mình thay vô cái cẩu á. Mình định là gỡ cái con motor này ra các bạn ha, gỡ ra nha. Và tại vì ở đây có sẵn nè, có sẵn hết nha, mình chỉ việc lắp vô, mình làm một cái bát trung gian, mình lắp vô và mình cẩu nó thôi nha. Mình sẽ kiểm chứng nó nha các bạn đó. Nếu mà con này mà kéo được 500-600 kg là hơi bị ngon các bạn, rất là nhiều ứng dụng luôn nha. Mà cơ bản nhìn nó rất là chất nha, rất là chất ha. Cốt lớn ha, hộp số bánh răng nhông thép nha. Đó, động cơ lớn 300W, chạy 12 tốt, 24 tốt ha. Ok, các bạn đón xem nha. Và thêm một số cái dự án phát điện nha. Nha, phát điện. Đây, thực sự mình rất khâm phục cái kênh mà anh Bình độ chế các bạn. Nha, dân miền Tây nhưng mà rất là tạo sáng tạo nha. Tạo ra những sản phẩm rất là ok. Thì cái này mình mua bên anh Bình độ chế về nè các bạn. Thì chắc sắp tới thì nói chung là mình sẽ phát triển lên những cái sản phẩm liên quan tới điện gió nha. Đó, thứ nhất là sẽ lấy hàng bên anh nó về bán. Thứ hai là mình sẽ áp dụng cho những con nhỏ hơn các bạn. Tại vì những cái sạc vô nhỏ hơn bên mình nó rất là nhiều, có số lượng nha. Đó, mình muốn đây nè. Để bán không thì nó phí các bạn ha, nó rất là phí ha. Khách cũng không xài được nhiều, bản thân mình cũng không có thu được nhiều cái lợi nhuận từ nó nha. Đa phần là bán thu vốn không các bạn ha, bán thu vốn không á, cho nên là rất là lãng phí nha, nguồn tài nguyên đó. Mình sẽ cố gắng nha, sắp tới bên mình sẽ mở rộng làm đa mảng. Một là mảng chế thuyền nha. Khả năng thì mình sẽ nói chung gì dự kiến tương lai thôi các bạn, sẽ làm một cái xưởng nhỏ chế bán bên thuyền nha, thuyền, những cái bộ đẩy thuyền á, đa dạng công suất, dùng sạc vô đấu lại nha. Thứ hai là cái mảng mà độ chế xe, những động cơ mà những cái bộ mà cho xe. Thứ ba là phát điện. Thứ bốn là vẫn giữ bán những cái món linh tinh. Thứ năm là có thể là bên CNC nữa, sẽ mở rộng ra các bạn. Chứ làm túc cắt kiểu này vừa mất thời gian, vừa cũng không có không có đã các bạn. Nói chung là đam mê, không có đã nha, không có trải nghiệm được hết. Bữa nay mình sẽ phân tích kỹ hơn về cái bộ này nha, và chia sẻ cho một số khách. Tại vì có những khách đó, họ thực sự cần đó, mình sẽ chia sẻ cho những khách đó cái cách đấu dây lại nha. Một số khách họ rất là cần để mà họ làm đó. Ok, các bạn đón xem nha. Có thể mất thêm một ít thời gian để hoàn thiện. Trước tiên bữa nay thì mình rất là hứng thú với một cái kênh, một clip của một cái kênh đó ha, sẽ xem cái con này. Các bạn nghĩ coi cái con này kìa, tầm 100W ha, tầm 100W thôi, hàng Trung Quốc nha, mà nó kéo được 450 kg.
không có lý nào cái con 300W của Nhật này mà không kéo nổi các bạn. Không có kéo nổi nha. Đó, các bạn nhìn coi. Cách nhau một trời một vực nha. Và hiện tại cái nguồn hàng này mình đang có rất là dồi dào nha. Đang có một cái mối quan hệ rất là tốt với anh chủ bãi bán cái này. Nếu mà mình đẩy nhanh cái bán thật rẻ cho khách nha, đẩy nhanh cái lượng hàng này đi, thì mình vẫn tiếp tục lấy được một lô khác nữa nha. Đó. Bạn thấy đó. Bữa nay mình sẽ mở, các bạn đợi mình nha, đợi mình làm thêm một clip nữa. Bung cái motor này ra mình sẽ phân tích, cộng với bung cái motor này ra mình sẽ phân tích nè. Nha, để xem coi cái thằng này nó kéo được 100 kg thì tương đương cái thằng bên đây nó kéo được bao nhiêu ký nha. Ok, sáng cà phê coi một số kênh cũng rất là thú vị các bạn. Cái mảng chế cháo thì nó cũng nói chung là thị trường ngách nha, ngách nhưng mà nó đang phát triển. Cho nên mình muốn đa dạng hóa sản phẩm lên, không chỉ gói gọn bao nhiêu đây nha, mình xuống mở rộng ra cho có thể có nhiều bạn trẻ có thể có đam mê, có thể có công việc vừa trải nghiệm được đam mê. Ok, các bạn đón xem nha.